Đang hạnh phúc bên Trường Giang, Nhã Phương bất ngờ bị đồi tẩy chay vì đẻ mà không dám nhận. Đăng tải bức hình gia đình trên trang cá nhân, Nhã Phương bất ngờ bị anti-fan đồi tẩy chay vì đẻ mà không dám nhận sau gần nửa năm vướng tin đồn sinh con. Sau đám cưới với danh hài Trường Giang, nhiều tin đồn cho rằng Nhã Phương và Trường Giang cứ chạy kịp bầu và cũng không ít lần Nhã Phương bị giới truyền thông bắt gặp với vòng hai khác tường. Điều này càng làm cho cư dân mạng càng thêm tin Nhã Phương mang bầu là có thật. Tuy nhiên sau đó, trong buổi họp báo phim Trạng Quỳnh, nhà sản xuất phim đã gửi thông báo chí việc Nhã Phương chuẩn bị làm mẹ. Cụ thể, đạo diễn Đức Thịnh đã chia sẻ về những khó khăn mà Nhã Phương gặp phải khi vừa mang thai vừa quay phim. Được biết, theo dự kiến, bà xã Trường Giang sẽ hạ sinh con đầu lòng vào tháng 2, 2019. Đã hơn 3 tháng sau khi Nhã Phương vướng tin đồn bị bắt gặp sinh con ở Bệnh viện Hạnh Phúc, thế nhưng cô cùng ông xã Trường Giang vẫn không tiết lộ bất kỳ hình ảnh cũng như thông tin nào về đứa con đầu lòng của mình. Điều này khiến những anti-fan thường xuyên khẩu nghiệp với Nhã Phương, cho rằng cô không xứng đáng làm mẹ khi chối bỏ việc mình đã sinh con. Bình luận cực gay gắt kêu gọi tẩy chay Nhã Phương của anti-fan: nếu ai đã làm mẹ thì nên tẩy chay con này đi. Rất nhiều fan của Nhã Phương đã phản bác những bình luận ác ý, đa phần thông cảm và ủng hộ Nhã Phương vì muốn tốt cho con của mình, tránh khỏi những dư luận của xã hội và giới truyền thông. Em nghĩ chị Phương không công khai cũng vì muốn tốt cho con của mình. Bực Xuân Thành ra đứa con họ mang nặng đẻ đâu mà sao chối bỏ được. Mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, tội anh chị ấy. Cuộc sống mà, ai chẳng muốn tốt cho con của mình, quan trọng là cách bảo vệ và suy nghĩ khác thôi. Nhã Phương hiện tại vẫn đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên Trường Giang. Trước những bình luận tiêu cực từ anti-fan, Nhã Phương cùng ông xã vẫn im lặng và tiếp tục những hoạt động nghệ thuật. Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng Nhã Phương Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Trước đó, cô cũng từng bật mí cuộc sống sau đám cưới, mình đã bị ông xã chiều hư chỉ sau vài tháng nên duyên vợ chồng. Người đẹp cho biết, có ai như chồng tôi không, từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu, riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa. Vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu, bởi người ta nói đâu có sai, phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa. Dù luôn có chồng lo chuyện bếp núc, nhưng Nhã Phương cho hay cô cũng phụ một tay để giúp anh dọn dẹp đống hỗn loạn trong lúc nấu ăn.